Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình thử update một cái phiên bản mới 1.4 của DJI Fly để coi có những tính năng gì mới không nha các bạn. Đây, mình thử cho các bạn xem một số tính năng. Hiện tại thì cái tính năng mới này á, thì nó có như là các bạn sẽ thấy nó có cái nút Store nè. Đây, đó, thì các bạn bấm vô. Là các bạn có thể chọn. Giữa hai cái, một cái là ổ SD và một cái là bộ nhớ trong. Đó, bộ nhớ trong. Còn khi mà các bạn có thể chọn JPEG hoặc JRAW ở trên này luôn các bạn. Đó, thứ hai nữa là AB, các bạn bù sáng các bạn có thể kéo thanh. Thay vì hồi xưa mình phải chọn 03 không mấy thì bây giờ mình tranh làm sao cho nó ok là được. Còn về cái menu á, thì các bạn có thể chọn ví dụ như kéo thanh nè các bạn. Đó, các bạn kéo thanh xong buông. Đó, nó sẽ rõ hơn. Và shooter nè. Đó, các bạn có thể kéo rất là nhanh hơn hồi trước rất là nhiều. Đó, trên màn hình. Đó, các bạn có thể chọn JPEG RAW hoặc là JPEG và các cái wide balance các bạn có thể chọn auto hoặc là các bạn có thể chọn kéo cái thanh. Đó, nó sẽ tự động nha các bạn. Rồi thứ hai nữa là các bạn coi có một số tính năng gì mới không nha các bạn. Đây, hiện tại thì theo mình thấy thì cái tính năng nó cũng rất như cũ thôi, cũng chưa có cái gì gọi là mới hết. Đó, nhưng mà sao nó lại nó cũng chưa có cái hiển thị gì nhiều hết nữa mà. Đó, rồi để mình coi các cái phần cảm biến, phần theo dõi follow FPV, up forward nữa các bạn. Up forward các bạn có thể chỉnh. Cái này là cũng bình thường thôi, không có gì mới hết. Đó là chỉnh gimbal. Rồi ở đây mình sẽ cho bạn coi phần camera thì cũng như cũ thôi, cũng chưa có thấy cái gì mới các bạn. HD most about phiên bản này là phiên bản 1.4 nha các bạn. 1.4 các bạn. Đó, các bạn nhìn nào, đó phiên bản 1.4. Đó, cho nên là rồi các bạn thấy nó cũng bình thường thôi. Đó. Rồi bây giờ mình đưa về chế độ auto đó các bạn, thấy như là cái độ sắc nét nó đẹp hơn. Mình test thử cái tính năng, cho mình tap một cái hai cái nè. Các bạn bấm hai cái nó gấp lên, rồi bấm hai cái gấp xuống. Đó, ok. Rồi một số tính năng mình test thử ra. Đó, các bạn có thể chụp lên hết đường trên trời. Đó, tùy theo các bạn. Đó. Đó. Cái độ nhạy hơn nha các bạn. Rồi giờ mình thử cho lên thử nha. Đó, tự động hiệu chỉnh sáng rất là tốt các bạn. Okay. Tự động khi các bạn muốn tối chỗ nào các bạn bấm vô chỗ đó. Thì cái phiên bản trước đã có rồi. Cùng sáng, khóa sáng nữa các bạn. Nó sẽ tự động hết rồi các bạn. Đó, các bạn muốn sáng chỗ nào thì bấm vô chỗ đó. Các bạn muốn khóa thì khóa vô. Đó, mình đang ở độ cao hơn 100m các bạn. Đó. Đó, góc chân trời hôm nay cực kỳ đẹp. Đó. Ok, chân trời. Wow.
À, các bạn có thể kéo cho nó sáng tối nè. Để tạo ra các cái góc chân trời các bạn cho nó đẹp. Các bạn đưa sáng vào là nó sẽ sáng thôi. Wow, hôm nay bầu trời cực kỳ đẹp. Các bạn có thể chỉnh mút cho nó nhìn nó đẹp hơn. Tính năng theo thì mình thấy có những tính năng này nó cũng là nó hay và nó đơn giản hơn các bạn. Tính năng mới của để cập nhật cho DJI S2 và cũng là DJI E2 S và E2. Tính năng các bạn nhìn ha. Giờ mình thử khóa sáng cái này. Bạn có thể nhìn cho nó tối lên, sáng lên. Bù sáng các bạn. Sáng nay trời cũng không được đẹp lắm. Còn các cái tính năng thì ở đây cũng như cũ nha các bạn. Sensor, vision sensor nè, satellite luôn cho các bạn biết các cái vệ tinh, các cái GPS. Nên bầu trời rất là ok. Đây, các tính năng thông minh thì cũng như cũ các bạn. Cũng chế độ smart các bạn xem. Chế độ 480. 80 là hình ảnh sẽ khác liền. 8 megapixel. Mình chụp cho bạn xem chế độ cross nha. IP là chụp 3 tấm lượt, cross là mình chụp cũng 3 tấm đó. Cross là chụp nhanh hơn. Còn panorama thì cũng là 4 tính năng quen thuộc. Whistle thì cũng là làm bề an helicircle rocket Rony, cũng là các tính năng thông dụng. Theo mình thấy thì tính năng cũng vậy, và quay thì có normal nè. Normal thì các bạn có thể để ở chế độ 1080 nè. 1080 thì các bạn kéo 60 fps. Còn 2K7 thì các bạn kéo 2K7, các bạn kéo zoom ở đây. Zoom dù các bạn để 1080 thì các bạn có thể là zoom được tới zoom tới 4x luôn các bạn. Các bạn có thể để 4K zoom thì 30 fps, thì nó chỉ được có 2x thôi. Còn 4K wide thì nó rộng hơn, thì nó cho được tới 60 fps. 60 fps, nhưng mà bù lại sẽ không zoom được nha bạn. 4K wide nó sẽ rộng hơn. Đây. Đó có nhiều chế độ mà. Rồi qua HDR thì SBTS thì nó cho 30 khung hình,
2.7K 30 hình à, 4 wide. Mấy cái này không có zoom nhau à. Còn quay ở chế độ slow motion. Slow motion thì vẫn như cũ nha bạn, 1080 và 120 và 240 FPS. Đưa về chế độ bình thường. Nếu mà các bạn muốn quay nhiều thì muốn zoom được nhiều thì để 1080 nha các bạn. 1080. Một số tính năng đó. Còn các cái thanh OB thì các bạn có thể kéo. Kéo đây nè. Xưa là mình phải đưa lên thì giờ kéo cho nó tiện. Còn trong ví dụ quá trình quay thì mình không dùng kia. Đó, auto nè các bạn. Các bạn single nè. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Khi mà còn ít pin thì sẽ báo cho các bạn thấy được. Rồi, đang ở độ cao mình sẽ cho nó thấp xuống.